tâm lý của người phụ nữ ngoại tình. Người đàn bà ngoại tình nghĩ gì trong đầu? Các bạn thân mến, phụ nữ ngoại tình sẽ có tâm lý như thế nào? Rốt cuộc thì trong khi làm những việc tội lỗi với gia đình và chồng con như vậy thì cảm xúc và suy nghĩ của họ ra sao? Chắc hẳn rất nhiều các anh sẽ tò mò về tâm lý của người phụ nữ khi đi ngoại tình. Làm sao để hiểu hơn về người phụ nữ và nên làm gì khi rơi vào tình huống như vậy? Chúng ta hãy cùng phân tích và tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này trong video ngày hôm nay nhé. So với đàn ông thì vấn đề ngoại tình ở phụ nữ có phần nghiêm trọng hơn. Đàn ông họ có thể ngoại tình vì tình dục, vì ham vui, vì lăng nhăng đua đòi. Tuy nhiên, chỉ bởi vì họ xem đó là thú vui qua đường nên sau cùng cũng sẽ lựa chọn con đường trở về nhà. Còn phụ nữ thì lại thường ngoại tình đa số từ tình yêu. Ít nhiều họ cũng có cảm tình với người đàn ông mà họ chọn lên giường. Phụ nữ một khi đã yêu thì trở nên điên cuồng và lu mờ hết ý chí. Họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu. Dù đó có thể là gia đình, là chồng con, là danh dự, là nhân phẩm của mình. Đó là lý do vì sao nhiều người muốn tìm hiểu nhiều hơn về tâm lý của các chị em khi đã ham của lạ. Nét tâm lý đầu tiên của người phụ nữ khi đi ngoại tình đó là tìm kiếm hạnh phúc mong manh trong sự sợ hãi. Nếu như ngoại tình ở người đàn ông bị chế giễu một thì ngoại tình ở người đàn bà bị coi thường gấp 10 lần và bị người đời lên án một cách kịch liệt. Xưa nay đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Thế nhưng người phụ nữ phản bội chồng, có người đàn ông bên ngoài lại được ghép vào tội lăng loàn, tồi tệ. Chính bởi những nguyên nhân này mà tâm lý chị em phụ nữ khi đi ngoại tình bị tác động rất nhiều. Ngay từ thời xưa thì người phụ nữ ngoại tình đã bị cho là sẽ làm mất danh dự gia đình, dòng họ, bôi giò chất chấu vào mặt gia đình, bố mẹ, gọt đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Cũng bởi những điều này mà người phụ nữ ngoại tình, cho dù là thời xưa hay thời nay thì cũng sống trong nhiều tâm trạng, vui có đấy, buồn cũng có, lo sợ cũng có, và một chút hy vọng cũng có. Có rất nhiều kiểu phụ nữ ngoại tình khác nhau, nào là tình ảo qua mạng, ngoại tình tư tưởng, tình công sở, tình một đêm, rồi lại tình tri âm tri quỷ, tình cũ, tình văn nghệ, tình thần tượng. Nhìn chung dù là loại ngoại tình nào đi nữa thì phụ nữ cũng sẽ nơm nớp lo sợ, sợ bị chồng con, bạn bè và người thân phát giác. Khi mắc cùng tội danh ngoại tình, xã hội thường sẽ dành sự độ lượng đối với người đàn ông hơn là với một người phụ nữ. Đàn ông với tính cách thích cơi nới hơn là phá bỏ là điều quá quen thuộc. Còn phụ nữ thì được mặc định là phải luôn thủ tiết. Tâm lý khao khát thêm một lần nữa được yêu và được cống hiến chính là một trong những tâm lý nổi bật nhất của chị em phụ nữ khi đi ngoại tình. Những người phụ nữ đã chấp nhận dấn thân bước vào con đường ngoại tình đa phần đều xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm, sự mất mát về quan tâm và không được người chồng trân trọng. Một số ít bước chân vào con đường ngoại tình vì không được đáp ứng nhu cầu về sinh lý, chồng bị yếu sinh lý, không muốn gần gũi, lãnh cảm, khiến cho chị em không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu này. Một khi tâm hồn trống trải và thể xác thì đang lạnh giá của chị em gặp được sự quan tâm từ một người xa lạ, còn tìm họ dễ dàng rung động hơn và dễ dàng sa ngã vào vòng tay của một người đàn ông ngoài khác mà quên đi chồng của mình. Đặc biệt họ sẽ thêm một lần nữa được khao khát và được yêu thương. Khi ngoại tình, cảm giác của người phụ nữ đó chính là bản thân mình được quay lại chính thời con gái đôi mươi, được sống trong tình yêu mãnh liệt. Những buổi hẹn hò, những lời tán tỉnh của nhân tình khiến cho họ xao xuyến và vương vấn cả ngày. Trái tim của họ dường như đang được hồi sinh, khao khát yêu đương đang được trỗi dậy. Ma lực của tình ái khiến cho họ chìm đắm trong tình yêu thương hiện tại và phút chốc chẳng còn biết mình đang sai ở đâu nữa. Cứ thế mà họ lao vào phía người tình của mình mà không phải đắn đo quá nhiều. Bên cạnh tâm lý khao khát được yêu đương này thì xen lẫn sẽ là những sự sợ hãi. Phụ nữ khi bước chân vào con đường ngoại tình được một mất mười. Điều này không hề sai và tôi nghĩ rằng tất cả các chị em phụ nữ nếu như ít nhiều tỉnh táo cũng đều biết điều này. Với đàn ông, họ dễ dàng được tha thứ hơn khi mà lầm đường lỡ bước. Nhưng còn phụ nữ thì khác, vô số những điều khủng khiếp sẽ chẳng mấy chốc ập tới nếu như chẳng may bị phát giác. Thanh danh bị hủy hoại, gia đình tan nát, người tình lật kèo là những nỗi lo sợ của chị em phụ nữ. Sự trinh tiết của một người đàn bà đều được người Á Đông đề cao và rất coi trọng.
thậm chí đã có thời kỳ để giữ gìn sự trung trinh của mình mà đàn bà chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Trong thời đại ngày nay, với những người phụ nữ ruồng rẫy chồng con để chạy theo tiếng gọi của ái tình là điều mà người đời khó có thể chấp nhận được. Con người có cái nhìn khắt khe với người phụ nữ ruồng rẫy chồng con chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những lời gièm pha, dè bỉu, miệt thị buông ra không ngớt đổ lên đầu những kẻ gây họa. Tai tiếng sẽ còn đó, và thậm chí là cả những người thân xung quanh cũng xa lánh. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cho dù họ có quyền cao chức trọng và công danh như thế nào đi chăng nữa thì thanh danh cũng sẽ bị hủy hoại. Nỗi lo sợ gia đình tan nát. Đừng nghĩ rằng ngoại tình chỉ là chuyện của riêng những người không yêu thương chồng con. Thực tế đã chứng minh rằng có không ít những người phụ nữ dù tận tụy, dù hết lòng lo cho chồng cho con nhưng vẫn ngoại tình bình thường. Nguyên nhân xuất phát từ phía những người chồng yếu mà chị em thì lại hoàn toàn khỏe mạnh, và nhu cầu sinh lý là một điều không phải chúng ta cứ muốn gạt nó sang một bên là nó chịu nghe theo cơ thể mình. Nhu cầu về đời sống chăn gối không được thỏa mãn nên khi họ đi cặp bồ để được giải tỏa. Cho dù nguyên nhân có xuất phát từ sự kém cỏi trong năng lực giường chiếu đi nữa thì cũng chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận rằng mình bị vợ cắm sừng. Và dù muốn hay không, một khi bị phát hiện ngoại tình thì kết cục cũng đều là gia đình tan nát. Đơn ly hôn đã được viết sẵn đợi ký. Và hơn hết, bản thân người phụ nữ ngoại tình, họ ý thức và họ lường trước được hậu quả này. Gia đình tan nát, con cái tan đàn xẻ nghé, họ hoàn toàn biết những điều này có thể xảy ra với gia đình mình chứ. Cũng chính vì thế mà họ luôn nơm nớp lo sợ mọi thứ bị phơi bày và làm cho gia đình mình tan nát theo mây khói. Lo sợ người tình lật kèo cũng là nỗi sợ tiếp theo của chị em. Cái cảm giác thăng hoa và hưởng thụ của người phụ nữ khi trong bức rèm bí mật của nhân tình liệu có tồn tại mãi được hay không? Những chuyện vụn trộm sau lưng chồng khó mà mãi mãi êm xuôi. Và sẽ chẳng có người thứ ba nào can tâm để cô vợ ngoại tình được cân đối giữa chuyện gia đình và chuyện riêng tư cả. Có không ít những người đàn ông đòi người tình ly dị để lấy mình, thậm chí tìm cách để vòi vĩnh và muốn lật kèo. Vô tình, chị em lại trở thành nạn nhân trong cái bẫy của một kẻ khác, khó mà tìm được đường lui. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Chị em phụ nữ nghĩ rằng mình có thể làm chủ cuộc chơi này ư? Rất tiếc lại không phải là như vậy. Và khi mà người đàn ông đòi lật kèo và đèo giả thì chị em phụ nữ dù có đến 10 cái đầu và 10 cái miệng cũng không thể nào nghĩ ra cách hay thanh minh cho sự thanh bạch của mình với gia đình được đâu. Hãy tỉnh táo. Và bên cạnh nét tâm lý lo sợ sẽ là một thoáng qua sự hối lỗi của chị em phụ nữ. Sự lừa dối và phản bội, tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng biết đó là điều xấu. Và tâm lý hối lỗi là một điều nó sẽ dằn vặt lương tâm chúng ta, nó sẽ cắn rứt. Và kể cả là những người phụ nữ đi ngoại tình cũng vậy, chắc chắn lương tâm bị dày vò và cảm thấy rất mặc cảm với chồng, với con cái và người thân. Rơi vào cái bẫy của ngoại tình, người phụ nữ khó lòng mà sống trong sự vui vẻ. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình là một người phụ nữ may mắn. Suy cho cùng, thứ hạnh phúc sai trái thì sẽ phải đánh đổi với việc phải mệt mỏi để gồng gánh vô số những sự phức tạp của tâm trạng. Sẽ chẳng có ai dễ chịu khi mà đeo bên mình một tội lỗi như quả bom hẹn giờ. Nó sẽ nổ vào bất cứ lúc nào và được châm ngòi bởi bất cứ ai. Chẳng thể nào rõ, nó sẽ chẳng thể nào giữ được bền lâu và không đáng để trân trọng. Không bao giờ và không ở một xã hội nào người ta tôn sùng và người ta tung hô những điều này cả. Hơn ai hết, người phụ nữ phải thật tỉnh táo, biết gìn giữ mái ấm gia đình mình thật hạnh phúc. Chúng tôi biết rằng không ai muốn đi tìm một người đàn ông khác nếu như mình đang hạnh phúc với người chồng hiện tại của mình cả. Ít nhiều, và dù là vật chất hay về tinh thần, thì chị em phụ nữ cũng sẽ phải cảm thấy thiếu thốn hoặc khổ sở một vấn đề gì đó thì mới phải đi tìm người đàn ông khác. Có một sự thật là đàn ông ngoại tình thì thường dễ phát hiện hơn là phụ nữ. Thực trạng ngày nay thì tỷ lệ đàn ông và đàn bà ngoại tình cũng chả chênh lệch nhau nhiều. Thậm chí là đàn bà ngoại tình còn gia tăng nhanh hơn. Vậy thì vì sao chị em để phụ ngoại tình ngày càng nhiều? Điều này nó chỉ chứng minh được rằng ngày càng có nhiều chị em phụ nữ không cảm thấy hạnh phúc và không cảm thấy thỏa mãn trong cuộc hôn nhân của mình. Và họ nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể ngoại tình như người đàn ông.
Vừa rồi là chúng tôi điểm qua những nét tâm lý của chị em phụ nữ khi đi ngoại tình. Đó là sự lo sợ, sự sợ hãi, hối hận và những khao khát được cống hiến, được yêu thêm một lần nữa. Vậy thì đàn bà ngoại tình họ nghĩ gì ở trong đầu? Họ nghĩ gì mà họ lại có thể dám liều mạng như vậy? Liệu bạn đã bao giờ nghe câu đàn ông ngoại tình vì tình dục, còn đàn bà ngoại tình vì tình cảm chưa? Người phụ nữ không thể lừa dối chính cảm xúc của mình, thế nên họ chọn con đường ngoại tình. Thế nhưng một số khác, sau khi biết chồng ngoại tình thì lại có suy nghĩ ăn miếng trả miếng. Và đây chính là điều đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến khi người đàn bà nghĩ trong đầu khi đi ngoại tình, đó là sự trả đũa. Tuy nhiên những cặp vợ chồng đó thì thường khó có thể giữ gìn hạnh phúc. Họ nghĩ rằng chồng của mình có thể ngoại tình được thì tại sao mình lại không? Đơn giản là bởi vì không biết nhường nhịn nhau. Nếu như một trong hai không phải là người biết nhẫn nhịn, quay lại hàn gắn những thứ đổ vỡ, thì hạnh phúc gia đình là một điều phá hủy đương nhiên. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp các bà vợ do cảm thấy cô đơn vì chồng lạnh nhạt, hoặc là chồng hay đi làm ăn xa, thì lúc này có một người bất ngờ đến an ủi, động viên và lấp đầy khoảng trống. Họ không có cớ gì để lại không siêu lòng, phải không nào? Tuy nhiên họ chắc chắn sẽ không từ bỏ gia đình của mình. Xác định mối quan hệ ngoài luồng đó chỉ đơn giản là gặp thì chơi thôi. Ra ngoài có thể chơi bời thoải mái, nhưng khi về nhà, cô ấy lại vẫn là một người vợ đảm đang chăm chồng chăm con. Một phần nữa, phụ nữ ngoại tình nghĩ rằng họ sẽ đi theo tiếng gọi của con tim, con người. Và đặc biệt là phụ nữ là sinh vật giàu tình cảm, đặc biệt là như vậy. Không giống như đàn ông ngoại tình xong vẫn quay về với gia đình, có một vài chị em ngoại tình để đi theo tiếng gọi của con tim, sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả những thứ, kể cả là gia đình bé nhỏ hạnh phúc, để đi theo đuổi một thứ ảo ảnh, một thứ ánh trăng ở dưới mặt hồ. Hay là người phụ nữ ngoại tình cũng có thể nghĩ rằng họ sẽ ngoại tình để cảnh báo chồng. Họ nghĩ rằng việc mình ngoại tình đơn giản là muốn chứng minh cho chồng biết rằng mình rất có sức hút với người khác giới đấy. Điều này thì thường đặc biệt xảy ra ở các cô vợ trẻ. Họ muốn người chồng thấy rằng nếu như anh mà không quan tâm tôi, chăm sóc và chiều chuộng tôi, thì sẽ có những người đàn ông khác sẵn sàng thay thế anh làm việc đó. Chính vì vậy, họ hay liếc mắt đưa tình và có rất nhiều mối quan hệ với những người khác giới. Nhưng họ cũng rất biết giữ chừng mực, vì mục đích của họ chỉ là cảnh báo những anh chồng nên để tâm tới họ mà thôi. Thế nhưng lại một vài các chị em phụ nữ lại không biết dừng lại ở những điểm này, mãi đi quá xa, cảnh cáo chồng, nhưng rồi cuối cùng lại chính mình trở thành người có lỗi. Một suy nghĩ nữa trong đầu của chị em phụ nữ khi đi ngoại tình, đó là đơn giản họ chẳng nghĩ cái gì cả. Họ chỉ thích hấp dẫn và thích thu hút những người đàn ông khác thôi. Họ thích sự mới lạ, thích sự yêu thương, thích sự chiều chuộng vuốt ve của những người đàn ông bên ngoài. Nó có thể khiến cho họ tăng thêm được niềm vui cho cuộc sống này. Thay vì người chồng cứ mải mê hay bận rộn với công việc, việc ngoại tình ở phụ nữ đôi khi là hậu quả của nạn bạo lực gia đình, những áp lực, những bế tắc trong cuộc sống. Đôi khi họ nghĩ rằng ngoại tình là con đường để trốn tránh thực tại, mong muốn tìm được chỗ dựa tinh thần và chia sẻ những vấn đề khác trong cuộc sống mà không thể nói với chồng hay những người thân trong gia đình. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời chia sẻ về chủ đề tâm lý của người phụ nữ khi đi ngoại tình và người phụ nữ khi đi ngoại tình họ nghĩ cái gì trong đầu. Hy vọng rằng với những chia sẻ này, sau khi đã nắm vững được phụ nữ ngoại tình nghĩ gì thì các đấng mày râu đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra. Muốn vợ không ngoại tình hoặc không bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu thì trước hết mong rằng tất cả các anh hãy cố gắng trở thành một người chồng gương mẫu, luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu hết mình vì vợ vì con, mang đến cho vợ con cả một đời sống vật chất mà một đời sống tinh thần, không phải để thua thiệt hay ganh tị với ai. Đôi khi hãy nhớ rằng thêm một chút yếu tố lãng mạn để làm mới cuộc sống hôn nhân gia đình cũng chính là một điều thú vị đấy. Hãy dành thời gian cho người vợ, cho gia đình nhiều hơn, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng. Đặc biệt là hãy yêu người vợ mình nhiều hơn nữa, thì ngoại tình tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gõ cửa được gia đình nhà các anh đâu. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này đã giúp cho các bạn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình tốt hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.